Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Và bây giờ sau một tuần cho mấy anh khủng long ra chuồng gà thì chúng ta hãy quay trở lại với một cái tên khủng long cũng khá thú vị. Quái dị long, hay quen thuộc hơn là Allosaurus, vị chúa tể cuối kỷ Jura. Chúng ta hãy cùng xem phiên bản Allosaurus của ARK và những thông tin về con khủng long trên thực tế này có gì giống và khác nhau nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nhỏ hơn nhưng nhanh hơn T-Rex, lớn hơn nhưng chậm hơn Carnotaurus, Allosaurus chính là loài săn mồi theo bầy bản địa của The Island. Trong khi hầu hết các theropod khác là những sinh vật tương đối đơn độc, thì Allosaurus sống theo bầy ba con. Một con sẽ là con đầu đàn, trong khi những con còn lại là bạn đời hoặc con đực đàn em của nó. Giống như con người tìm kiếm giá trị của mình ở việc hình thành nên các bộ tộc, thì Allosaurus tiến hóa để săn mồi theo bầy. Những chiếc răng giống lưỡi cưa của nó sẽ khiến cho con mồi chảy máu không ngừng và tàn phế, thoát thân sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Khi một con Allosaurus đã làm chậm con mồi với cú cắn cắt da, xé thịt và tứa máu của nó, những con còn lại trong bầy sẽ nhanh chóng tiếp cận để kết liễu. Đó chính là những lời giới thiệu trong hồ sơ ARK về Allosaurus, và rõ ràng là người viết muốn nhấn mạnh đặc tính săn mồi theo bầy của Allosaurus. Đương nhiên là trong game, đặc điểm này mang lại những lợi thế cực kỳ to lớn cho quái dị long, dù chúng chỉ là một con theropod tầm trung. So với những gã khổng lồ khác như Rex, Spino, Kaka hay Gigan, khi một bầy Allosaurus có từ 3 thành viên trở lên, con Allosaurus cấp cao nhất sẽ trở thành con đầu đàn và nhận được Pack Boost, thể hiện bằng hào quang màu đỏ phát sáng từ người nó, kèm theo các lợi ích như tăng 50% sát thương tấn công, giảm 25% sát thương phải chịu, thêm một đòn tấn công làm chậm mục tiêu và gây chảy máu. Vì đặc điểm như vậy, những con Allosaurus đi theo bầy sẽ là một mối nguy hiểm cho người chơi. Ngay cả những con Allosaurus đơn lẻ cũng đã khá nguy hiểm với bộ chỉ số tương đối đồng đều, sát thương có, tốc độ có. Mặc dù hồ sơ ARK viết nó chậm hơn Carnotaurus, nhưng thực chất thì tốc độ di chuyển trên cạn cơ bản của nó nhanh hơn Carnotaurus, chỉ có điều Allosaurus hao thể lực nhanh hơn. Một điểm ưu khác của nó là máu hơi yếu, nhưng khi đi theo bầy thì con đầu đàn sẽ được khắc phục đáng kể điểm yếu này, khi giảm 25% sát thương phải chịu. Ngoại hình của Allosaurus trong game cũng khá hầm hố với những bổ sung rất tinh tế của nhà sản xuất. Trừ phần mèo mắt đã quá đặc trưng của con khủng long này thì còn có những phiến sừng và vảy xương nằm rải rác trên đầu và trên lưng. Vậy Allosaurus phiên bản ARK và Allosaurus trong thực tế giống và khác nhau như thế nào? Trong game chúng ta chỉ có một loài Allosaurus duy nhất, đó là Allosaurus Therotribus. Trong đó Therotribus có nghĩa là quái thú sống theo bầy, càng nhấn mạnh hơn đặc điểm của Allosaurus trong game. Trong khi đó thì Allosaurus trong thực tế có đến 3 loài đã được xác định khác nhau, gồm loài điển hình Allosaurus fragilis, loài thứ hai Allosaurus trimaceni. Hai loài này đều cùng ở Bắc Mỹ, và loài thứ ba Allosaurus europaeus được tìm thấy ở châu Âu. Allosaurus có nghĩa là quái dị long, bởi khi mới được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, người ta nhận thấy các đốt sống của Allosaurus rỗng ở hai đầu, một đặc điểm được cho là để làm nhẹ xương, giảm khối lượng cơ thể để đạt sự nhanh nhẹn cao hơn. Điều này không giống các loài khủng long đã được tìm thấy khi đó, nên nó mới được gọi là thần lằn khác biệt hay quái dị long. Tuy nhiên về sau thì đây là đặc điểm khá phổ biến ở nhiều loài theropod sau này. Mặt khác thì họ cho rằng cấu tạo này sẽ khiến xương dễ gãy nên đặt tên loài cho loài điển hình là fragilis, có nghĩa là mong manh. Nhưng thực chất thì nó cũng không quá dễ gãy đâu, nếu không Allosaurus khó trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của kỷ Jura. Về mặt tạo hình thì như đã nói, ngoài trừ phần mèo mắt nổi bật và đặc trưng của chi Allosaurus, thì những chi tiết thêm vào như phiến sừng và vảy xương không hề có bằng chứng nào cho thấy chúng hiện diện trên Allosaurus thực tế. Ngoài ra thì mèo mắt của Allosaurus trong game có vẻ cũng nổi bật hơn một chút, nhưng cũng không khác quá nhiều. Và nhìn tổng thể thì có cảm giác Allosaurus trong game lực lưỡng hơn các phiên bản phục dựng ngoài đời. Có lẽ là do con khủng long đã được phóng đại kích cỡ, nên các chi tiết cũng phải to ra một chút để trông hợp lý hơn. Về mặt tốc độ, chúng ta phải đặt lên bàn cân so sánh với một con khủng long khác cũng xuất hiện trong game để thấy được sự khác biệt. Và phương án hợp lý nhất chính là Carnotaurus, với tương quan kích thước giữa hai con cũng khá tương đồng với tương quan kích thước thực tế, thì Carnotaurus đều nhỏ hơn một chút so với Allosaurus. Tuy nhiên ở trong game, Allosaurus có tốc độ cơ bản nhanh hơn Carnotaurus, thì theo ước tính của các nhà khoa học, điều này không còn đúng nữa. Allosaurus được ước tính chạy được khoảng 30-55 km/h, trong khi đó Carnotaurus, nhờ một số đặc điểm thích nghi ở chân sau và đuôi, có thể coi là một vận động viên điền kinh thật sự trong số các loài theropod tầm trung, với vận tốc đạt được là 48-56 km/h. Việc cắn chảy máu con mồi cũng là một chi tiết khá thú vị. Các nhà cổ sinh văn học cho rằng Allosaurus không có lực cắn mạnh như các theropod lớn khác để săn mồi, thế nên chúng sẽ tấn công theo phong cách cấu rỉa, khiến con mồi mất máu từ từ và chết. Đặc điểm quan trọng nhất, săn mồi và tương tác theo bầy.
Trên thực tế thì giả thuyết Allosaurus có tương tác xã hội và săn mồi theo bầy đã có từ tận những năm 1970. Nguyên nhân là vào thập niên 1960-1970, khi khai quật ở khu mỏ Cleveland Lloyd tại bang Utah, Mỹ, người ta phát hiện một số lượng lớn Allosaurus tập trung ở đây. Trong 76 cá thể khủng long được xác định tại khu khai quật này thì có đến 46 là Allosaurus. Việc hóa thạch khủng long ăn thịt lại là khủng long ăn thịt hàng đầu tập trung với một mật độ lớn đến vậy trong cùng một khu vực là điều có 102 trong lịch sử ngành cổ sinh, và do đó một trong những giả thuyết đưa ra đó là chúng đã đang xuất tập thể khi đang tụ tập hoạt động theo bầy, có thể là săn mồi. Mặt khác thì con mồi của Allosaurus vào thời điểm đó có thể là những con sauropod hay khủng long hông chim lớn, và một con Allosaurus khó có thể đơn độc hạ gục con mồi. Giả thuyết này khi đó rất thịnh hành, được đưa vào nhiều tranh ảnh minh họa và sách tham khảo. Tuy nhiên, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, giả thuyết này không còn nhận được nhiều sự tán đồng như trước. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, mật độ hóa thạch Allosaurus chỉ là kết quả của việc tụ tập để ăn xác một con mồi to lớn nào đó hoặc của một thảm họa tập thể. Thậm chí là chúng còn ăn xác lẫn nhau trong quá trình đó. Việc săn mồi theo bầy cũng hiếm khi diễn ra ở các loài động vật hai cung hiện đại, bao gồm kỳ đà, cá sấu và chim, nên khả năng xảy ra chuyện này ở khủng long khá thấp, dù câu trả lời chính xác có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. Cuối cùng thì như thường lệ, kích thước. Phiên bản ARK trong game được cho là dài đến 15m, trong khi đó phiên bản thực tế có lẽ lớn nhất cũng chỉ hơn 10m một chút mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện bình thường trong ARK, giờ loài nào trong ARK mà không bị phóng đại hay thậm chí còn làm nhỏ đi mới là chuyện đáng nói. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Allosaurus trong ARK và những gì chúng ta biết trên thực tế. Hy vọng các game thủ sẽ có thời gian chơi game vui vẻ với Allosaurus. Nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký và theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.